Alo. À, chúng con đảnh lễ sư ạ. Rồi, sắp chỉ là sắp gặp mặt rồi, sẽ gặp mặt rồi. À. Mùa thu đang đang vào thu đẹp lắm, đang vào thu đẹp lắm. Nay mình học tiếp. Học tiếp bài Đại Vương Quán. Các vị phải biết một chuyện, đó là được gọi là chánh tri kiến, gọi là chánh kiến, ở đây không phải là chánh tri mà đây là chánh kiến, gọi là chánh kiến là phải có sự hỗ trợ của bảy cái chi đạo còn lại thì mới gọi là chánh kiến. Nhớ cái đó nha, nhớ cái đó quan trọng lắm. Chứ nếu mà thiếu bảy cái còn lại đó, bảy cái chi đạo mà chánh tư duy, chánh ngữ, nghiệp mạng, nó thiếu bảy cái còn lại thì nó không gọi là chánh kiến. Cho nên ở đây trong trường hợp đặc biệt thì chỉ nói chánh kiến là đủ rồi. À, bởi vì chánh kiến nó không điên mình nha. À, chánh kiến không điên mình. Ví dụ như mình hỏi là chiều nay má có tới không, thì nó có, chiều nay má có tới thì mình biết chắc chắn rằng má sẽ đi, bởi vì má thì một là mà đó giờ má với bà ngoại không có rời nhau, hoặc là má sẽ đi cùng với em bé, hoặc là má sẽ đi với tất cả những cái phụ kiện cần thiết mà má thường thường nó không rời không. Thế như cái bắp đầm hay là cái túi xách cho bà, mà trong đó bà để phấn son rồi đồ tẩy trang rồi giấy tờ bằng lái thẻ nhà băng, ví dụ vậy. Những cái đó mình không cần kể, mình cho hỏi chiều nay má có tới hay không, chỉ cần nói chiều nay má có tới thì mình biết là những cái thứ đó nó phải có mà. Chứ mình không có cần là không cần hỏi thêm là má đi má có đem theo bằng lái không, má có đem theo thẻ nhà băng không, không cần không. Vì má là người lái xe mà, má là người lái xe thì không thể nào mà má thiếu cái đó được hết rồi. Cho nên ở đây khi nói chánh kiến thì mình phải biết là có bảy cái còn lại mới gọi là chánh kiến. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bảy cái còn lại đó cũng vậy, được gọi là chánh tư duy là nó phải được sự hỗ trợ của chánh kiến, chánh niệm, chánh định, ví dụ như vậy. Chứ không thể nào mà thiếu, thiếu thì không thể gọi là chánh đạo được nha. Ở đây là trên cái đường giải thoát, khi mà nói rộng á, thì 37, mà nói gọn á, thì chỉ chánh kiến là đủ rồi. Tôi sẽ giải thích tại sao. Tại sao thì ở đây trước hết là ngày Ma Có Đá người hỏi ngài Sa Lợi Phất thì chứ làm sao mà có được chánh kiến, làm sao mà có được chánh kiến. Vậy đừng có tưởng bài kinh này là dành cho hàng xuất gia, cho mấy cái bậc đại trí rồi mấy cái người như cư sĩ rồi như mình, nên là không có cần phải biết cái đó sai. Bởi vì đã là bệnh nhân thì bệnh viện, y tá, bác sĩ, thuốc men đều cái nhu cầu của chúng ta đều cần đến giống nhau hết. Chứ đừng có nói là tôi là nhà quê cho nên tôi không cần bệnh viện, tôi là nhà quê tôi không cần tới bác sĩ, tôi chỉ cần mấy ông mà đi thí heo, mấy ông mà bên thú y mỏng lụi tôi ngủ được rồi, không cần phải vậy. Mình giàu, mình là tiến sĩ, giàu là đại gia, hay là giàu là nhà quê mà bệnh nên đã là bệnh thì cái liệu pháp, cái liệu trình nó phải giống nhau, trong trong thời tôi chết sao không rồi. Cho nên đó là trước hết là ngày mai có tôi tới người hỏi là sao là có việc gì, làm sao để có được chánh kiến. Ngày sẽ bắt nó có hai cách, cách từ người và cách từ mình, cách từ do mình học hỏi từ người khác gọi là parakhosa, còn cách thứ hai cách do mình, nghĩa là do khéo khéo suy tư, suy tư đúng cách. À, gọi là Yonisomanasikara đó. Thì hai cái này là hai cái điều kiện để mà có được cái chánh kiến. Bởi vì là chỉ mình chỉ lấy cái kiếp chót thôi, mình chỉ nhìn cái kiếp chót thôi thì mình thấy là Thái tử Tất Đạt á, là rõ ràng là không thầy mà đắc, đúng không, vô sư tự ngộ, đúng không. Nhưng mà mình quên một chuyện là Thái tử Tất Đạt là trước khi mà trở thành cái bậc vô sư tự ngộ thì từ vô lượng kiếp là Thái tử Tất Đạt Bồ Tát Thích Ca đã là học không biết bao nhiêu thầy, không biết là bao nhiêu thầy. Rồi ngay cả trong kinh, trong Mangalasatipani đấy thì nó nói là đại trí như ngài Sa Lợi Phất, đại trí như ngài Sa Lợi Phất cũng phải được người ta khai thị cho bằng một bài kệ ngắn ngắn, không còn gọn, thì từ đó mới mới gọi là chứng đạo và trở thành một bậc đại trí đệ nhất trí tuệ. Phải được khai thị, phải được vén màn.
Cho nên cái việc đầu tiên là phải nhờ người khác, mình đọc của người khác hoặc mình nghe của người khác, đọc hoặc nghe về người khác đó. Cái thứ hai là phải khéo suy tư, thì mà cái khéo suy tư này, cái này nó lớn chuyện lắm, à, lớn chuyện lắm. À, cái tùy vào cái vốn liếng, nghe cho kỹ nha, tùy vào cái vốn liếng tiền kiếp của mình, tùy vào là cái là khuynh hướng tâm lý của mình, tùy vào cái môi trường, cái điều kiện trong hiện tại. Đấy, dựa vào ba cái này mà cái chuyện mà mình là suy tư đó. Đấy, ngay cả cái chuyện mình học hỏi cũng vậy, cái chuyện mà mình học hỏi là học cùng một thầy đó, nhưng mà do cái vốn liếng tiền kiếp, rồi do cái môi trường sống hiện tại của mình đó, mà mình học với thầy thì kết quả nó không giống nhau, phải không? Bây giờ các vị cứ đi, các vị cũng đi học Pali, học A Tỳ Đàm, cũng học tuệ, học thiền tuệ quán, tứ niệm xứ, học tụ lâm, học bên Pan Ao, học bên Mô Cốc Ubanita, học ở Việt Nam, thầy này sư nọ tùm lum hết. Nhưng mà tôi dám bảo đảm cái điều kiện sống của quý vị rồi, không con nhiều con ít, có chồng hay là độc thân, có vợ hay là độc thân, còn cha mẹ ông bà lớn tuổi ở bên cạnh hay không, tất cả những điều đó nó có ảnh hưởng tuyệt đối lên cái chuyện học tập của mình nhé. Qua chuyện suy tư cái vốn liếng ở đâu, tùy thuộc vào cái vốn liếng của mình mà mình cái khả năng mình suy tư tới đâu. Nhưng mà ngài Sa Lợi Phất nói gọn đó là khéo suy tư, nhưng mà mình phải hiểu là cái khéo ở đây ngày A Nan ngày khéo đó chứ, nhưng mà ngày khác ngày Sa Lợi Phất. À, và ngày A Nan nó ngày không bằng ngày Sa Lợi Phất, nhưng chắc chắn ngày hơn chúng ta trong lớp này, chắc chắn rồi đó, không? Cho nên mình phải nói là suy tư đúng cách là quan trọng, nhưng mà tùy thuộc vào cái vốn liếng của mỗi người. À, mà cái khả năng suy tư khác nhau. Bây giờ ở ngoài đời, mình nói chuyện ngoài đời ha, tùy vào cái sức khỏe của mỗi người, sức khỏe, học thức, rồi cái gì nữa, gia thế, tài chánh, quan hệ xã hội, tất cả những cái này nó cộng lại đó, nó cho phép cái chuyện thương mại kinh doanh của mình nó có phát triển hay không. Chứ bây giờ các vị khôn bằng trời đi, nhưng mà các vị không có gia thế, không có người chống lưng về quan hệ xã hội, về tài chánh, về kỹ thuật, về kiến thức, về chuyên môn thì cũng chết nha, chết. Cho nên nó là hai cái điều kiện để có được cái trí chánh tri kiến, đó là một là học hỏi từ người khác, hai là khả năng tư duy, và khả năng ấy nó còn tùy thuộc vào vô số những điều kiện này nọ như tôi vừa nói. Bây giờ cái buổi giảng trưa nay nè, tôi nói cái phần tiếp theo này. Đấy, cái phần tiếp theo đó là ngày mai có thứ đáng, người nói có rồi, có giả định là có chánh kiến rồi thì chánh kiến đó cần phải được hỗ trợ bởi những điều kiện nào để nó có thể trở nên hoàn hảo, hoàn chỉnh, hoàn thiện ở cái mức độ hoàn toàn. Đây, làm sao thì nghe ngày sẽ là có người dạy mình coi kỹ rồi thì cái câu trả lời ngày sẽ là bao gồm ba tạng luôn. Nó muốn có chánh kiến như tôi vừa nói đó, rõ ràng phải cần đến ba cái điều kiện, đến năm cái điều kiện. Một là giới, văn, luận, chỉ và quán. À, giới, văn, luận, chỉ, quán, tức là năm điều kiện. Mình nghe này kỳ kỳ, tại sao mà muốn có chánh tri kiến phải có giới? Tại sao vậy? Bởi vì mình nhớ có ít nhất là hai, có ít nhất là hai cái cơ sở kinh điển giải thích cho mình biết tại sao mà muốn trí tuệ đi xa là phải có giới. Có hai cơ sở kinh điển. Cơ sở một, Đức Phật ngày dạy trong Tăng Chi rằng với ngày dạy cho ngày nay, ngày nay hỏi Bạch Thế Tôn con đường nào dẫn đến vậy đó, thì cái chuyện đầu tiên Đức Phật ngày dạy là thân cận hiền trí. Có thân cận mới được nghe pháp, có nghe pháp mới có giới hạn. Thì ngày nay ngày hỏi từ cái giới hạnh mới có cái thiền định đối trí tuệ lập. Thì ngày nay ngày tôi chỉ cắt khúc rồi, bởi vì sao phải có giới. Thì Đức Phật ngày dạy rằng khi mà bị đó có giới, nó bị đó không có bị dây dứt, không có bị dây dứt trong đời sống, không bị dây dứt, không bị ái nái, không có bị e ngại. Cái người có giới nó lạ vậy, không có bị dây dứt, không bị ái nái, không bị e ngại. Giả định như hai người cùng một lúc đối diện với một sự cố, sự kiện gì, thì cái người có giới họ có điểm tựa ngộ lắm, nó là một điểm tựa tinh thần. Mà cái người mà không có từng sống trong kỷ luật á, ở ngoài đời thì kỷ luật, trong đạo thì giới luật ấy. Cái người không từng sống trong cái kỷ luật ấy, khi mà đụng chuyện là họ rối lên giống như là con trâu hoang này, giống như trâu rừng ấy. Nhưng mà riêng cái người, thì bây giờ mình nói mình đạo hồi đi,
đạo Hồi hoặc là đạo 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 Chúa đó, Catholic hay là Tin Lành, Tin Lành hay là Tự Đốc gì đó, mà khi mà họ là người ngoan đạo đó, gặp chuyện là họ cứ nhớ tới Chúa liền, nhớ tới Allah liền, vững không. Còn một cái thứ gì, giáo dân, một thứ tín đồ mà bình thường nó chớ cà chát không, thì khi mà nó đụng chuyện nó không biết dựa vào đâu đấy. Mà cái điểm nối kết mình với cái thần tượng mà mình tôn thờ là gì? Đó chính là cái đời sống đạo đức bản thân. Mình phải ở một cái mức độ sạch sẽ như thế nào đó thì mình mới tìm thấy được cái mối liên thông giữa mình với cái thần tượng đó. Đấy, ví dụ như mình chấp hành là 10 điều răn của Chúa không? Mình làm tốt cái trách nhiệm một giáo dân, một con chiên hay là của một tín đồ Hồi giáo không? Thì từ cái nền tảng mà mình làm đúng đó, cái mình về mặt tâm lý mình thấy mình có một cái mối liên kết nhất định giữa mình với cái đấng chí tôn, với Đức Chúa Trời của đời, với thánh Allah. À, còn bên đạo mình thì sao? Thì khi mình có được năm giới, tám giới, mười giới, sa di giới, thì kiểu giới, thì tự nhiên mình thấy rằng là mình có một cái điểm nối kết với Thế Tôn. Mà vì sao vậy? Vì sao có điểm nối kết? Là chuyện đơn giản là bởi vì ai đã truyền giới cho mình, ai đã truyền năm giới cho mình, ai đã truyền bát giới cho mình, ai đã truyền sa di giới, tỳ kheo giới cho mình, ai? Đó là ông A, ông B, đúng không? Thì ai là người truyền cho ông A, ông B? Cứ truy như vậy, truy riết thế nào cũng đến được Đức Phật. Tôi dám bảo đảm 1000% nha, 1000% như vậy. Cái người của giới họ thấy rằng họ có mối liên kết với Phật ở trong đó, bởi vì họ cứ nghĩ rằng cái giới của mình á, thứ nhất á, là chính ở trong tăng chi phần tám pháp Phật dạy, cái bát quan trai đó, chứ chưa nói giới của hạng xuất gia, chỉ giới bát quan trai là một phần thánh hạnh của La Hán. Cho nên mình khi mình có giới, mình có năm giới là mình giống La Hán một đường năm điểm, mình có được bát giới mình giống A La Hán được 8 điểm, mình có được 10 giới mình giống A La Hán được 10 điểm, mình có được 227 giới thì mình giống La Hán được 227 điểm tối thiểu. Ở đây tôi nói là tối thiểu nha, giống được mấy trăm điểm. Đó là cái thứ nhất, đó là khi mình có giữ giới mình thấy mình giống hiền thánh. Khi mình giống có nghĩa là mình cùng một nhà, mình cùng một nhà là kiểu như mình có cảm thấy là mình có được cái sự gia trì, cái sự độ trì, cái sự hà hơi tiếp sức của các vị, mặc dù không có cái chuyện đó, không có cái gì A La Hán nào mà phù phép mà phù hộ cho mình, cái chuyện không có. Nhưng mà ngay cái thời điểm mình nghĩ mình biết là việc có cái mối liên thông đâu, vì giống nhau là có một điểm nào đó giống nhau. Thứ hai là đó là nói về mặt tâm linh, mặt tinh thần. Còn nói về mặt cụ thể, thực tế điển hình ngoài đời đấy, nó mặt lịch sử, mặt thời gian ấy, thì khi mà mình nghĩ cái giới mình ai cho? Sư phụ mình cho. Mà sư phụ của sư phụ phải có sư phụ chứ. Rồi sư phụ của sư phụ của sư phụ, sư phụ của sư phụ, cứ như vậy mà 26 thế kỷ mình cứ truy riết thế nào cũng dính mà tới mấy vị thánh, và cuối cùng là tới Đức Phật. Cho nên đây là chuyện đầu tiên mà mình phải thấy rằng nó là giữ giới cho mình có điểm tựa tinh thần, giúp cho mình không ai nấy cũng có thể rứt. Thứ hai là với cái giới luật ấy, nó là cái nền, cái định. Cái người giới luật không có sạch ấy, thì niệm còn khó, nói gì là định. Niệm còn khó, nói gì là định. Niệm mà khó là sao? Tức mình làm gì biết đấy, nhưng mà mình cứ dây rứt là mình đã như vậy. Cái niệm nó mới yên, niệm mà còn có nói gì là định. Có nghĩa là khi một người không có một cái tự tin như về cái phẩm hạnh của mình ấy, thì cái tâm tập trung được. Và đó là chưa kể là trong kinh nói rất rõ, tức là bốn cái đại trọng giới của Tỳ kheo xét về cái mặt tu chính, cái tác hại ấy, cái sự vi phạm bốn đại giới ấy, xét về tác hại nó tương đương với năm ngũ nghịch đại tội. Có nghĩa là khi mà một Tỳ kheo mà mắc vào bốn cái đại vi phạm một trong bốn đại giới, vì nó không chứng đạo được, không chứng thiền được. Này, giống như một người mà đã phạm năm cái ngũ nghịch đại tội đó, giết cha giết mẹ giết la hán, làm thân Phật cháy máu và chia rẽ tăng ấy, cái người đó không có thể nào mà đủ cái tập trung để mà chứng thiền, và cũng không, cái tuệ nó không đủ đi xa, không đủ rộng, không đủ sâu để mà chứng đạo. Chứng thiền không được, chứng đạo cũng không. Đấy, nghĩa là chính điều, tức là bốn cái trọng giới Tỳ kheo và năm cái đại nghịch đó, đại nghịch tội, cái chính điều này.
Và chính vì vậy cho nên trong kinh mình nói cái bàn sanh là sao. Bàn sanh thì cái từ cái tiếng Phạn nó là tira cha, nó tira là ngang, mà cha nó là chặn, chặn ngang, chặn ngang. Cái chữ này nó có hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen ý, nó là cái loài mà đầu với lưng ấy, nó là một chiều không gian. Mình thì hai chiều, cái lưng mình là một chiều, cái đầu mình nó là một chiều, không? Cái lên cái ngang, không? Nhưng mà cái loài 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 bàn sanh thì cái đầu với cái lưng nó là một chiều một, nó có một chiều một, không? Tại nó có một chiều một. Đấy. Thì đó cái chữ tê đó cha nó cái nghĩa đen, vậy mà nghĩa bóng là gì? Tí đó là ngang mà cha nó là chặn, có nghĩa là cái loài đã sanh vào cái loài này đấy. Là mọi khả năng tư duy, tâm linh, tri thức, tinh thần đều bị chặn ngang hết hết, gọi là tiracha. Và ở trong chú giải tâm tạng nói rất rõ, ở đây ai có nghiên cứu thì không nghiên cứu, nghe giống như vịt nghe sắp, nói rằng một tỷ kheo mà đã phạm bốn cái trọng giới, hoặc là một cái người mà phạm năm cái ngũ nghịch đại tội thì cũng gọi là tiracha, tiracha cũng gọi là bàn sanh, bởi vì coi như cái đường đi tới họ bị chặn đứt, chí ít là cũng trong kiếp này, không trong kiếp này. Cho nên cái chữ bàn sanh cũng có trường hợp, cho mình đọc mình nghe nó mình thấy mai mốt mình lỡ nghe ai giải mình cũng ngạc nhiên, mà là tức là phạm của nó được cũng gọi là bàn sanh, nghĩa là không có khả năng mà đi xa, đi sâu và lên cao trong cái đạo đạo nghiệp này. Thế giới nó quan trọng rồi đó, cho nên là lấy chuyện đầu tiên hỗ trợ cho tri kiến là phải cần đến giới. Thứ hai là văn, văn này tức là nghĩa là cái kiến thức ấy, kiến thức từ dương, kiến thức sách vở, giới sạch nhưng mà dốt quá, dốt quá, coi như là không biết Phật pháp, không biết giáo lý, không mà nói quỵt tẹt luôn, là nói theo miếng miệng ấy, là không biết Pali, không đọc hiểu tiếng Pali và không biết không có biết A Tỳ Đàm, thì hai cái không biết này cộng lại là một sự dốt. Đó là theo miếng điện nha, đó là theo miếng điện. Mà ông sư mà không có đọc hiểu tiếng Pali mà cũng không biết A Tỳ Đàm là sao đó, thì được gọi là dốt. Mà ông sư mà như vậy thì nói gì là cư sĩ? Tại sao mà bắt phải đọc hiểu Pali? Là bởi vì không có bản dịch nào mà nó hoàn chỉnh hoàn hảo như là bản gốc. Không có cái bản dịch nào mà nó lột tả được bản gốc hết. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Cái tâm cảnh ấy, cái tâm cảnh, cái bối cảnh tâm lý này. Mà lúc mình đọc bản dịch so với cái lúc mình đọc bản gốc nó khác nhau xa. Ở đây ai biết ngoại ngữ? Ở đây ai biết ngoại ngữ? Thì mình đọc Shakespeare, mình đọc Shakespeare của Anh ấy, mà mình dốt tiếng Anh, mà đặc biệt là mình không biết tiếng Anh, hoặc là mình không biết cái văn chương mà văn chương cũ, văn chương Anh thế kỷ 17, 18, 16. Thì biết tiếng Anh xưa càng nhiều thì đọc Shakespeare mới hay, mới đã. Pháp cũng vậy, đọc Rimbaud, Verlaine hoặc là Apollinaire mà đọc bằng bản dịch ấy, hoặc là tiếng Latin mà đọc Virgil, mà không đọc tiếng Latin mà đọc bản dịch thì dở. Muốn đọc Virgil là phải đọc tiếng Latin, muốn đọc Apollinaire, đọc Rimbaud là phải đọc tiếng Pháp, muốn đọc là Alan Ecbo là phải đọc tiếng Mỹ, muốn đọc là Kiều là phải đọc tiếng Việt Nam, muốn đọc thơ Đường là phải đọc tiếng Hán. Đường thi là từ tống, không? Hoặc là kịch của nhà Nguyên. Vô địch Đường là thơ Đường, vô địch tống là từ, mà vô địch nhà Nguyên là kịch. Thì muốn hiểu mấy cái vở kịch nhà Nguyên ấy, là cũng phải biết biên tạo. Mà nếu cần ấy, trong một vài trường hợp phải biết cả cái tiếng Mãn đi, tiếng Mông, xin lỗi, tiếng Mông, tiếng Mông Cổ. Nếu đó là những cái tuồng kinh kịch mà có cái yếu tố Mông Cổ, bắt buộc nhà Nguyên là vô địch bị kịch. Rồi. Thì muốn biết, muốn nghiên cứu cái gì ấy, là mình muốn vô sâu ngay gốc, không? Cho nên là bắt buộc phải tiếp tục tiếp Pali. Và cái cảm giác lúc mà đọc một cái đoạn kinh bằng tiếng Pali nó hoàn toàn không giống với cái cảm giác lúc mà đọc bản cái đoạn kinh mà qua bản dịch. Tôi xin bảo đảm 1000% là như vậy đó. Kiều hay bằng trời, chinh phụ cung oán hay bằng trời, mà qua bản dịch thì rất quá nhiều lắm, nó chỉ cho biết cái nghĩa của câu đó thôi. Gió đưa cành trúc ra là tiếng chuông thiên mụ canh gà, tổ sư một cái câu ca dao Việt Nam rất là thường, nhưng mà
tôi dám thề rằng không có một ngôn ngữ nào mà khi dịch ra mà nó cho người ta một cảm xúc bàn bạc mà lân lân mà mang mát bâng khuâng như vậy hết. Mặc dù hai câu rất là rùi bu, gió đưa cảnh lúc đó là tiếng chua kiên một canh gà thổi xưa rất là thương thôi, nhưng mà không được. Thì kinh Phật uy chay như vậy, khi Phật nói đến vấn đề giải thoát mà lại nói bằng cái ngôn ngữ Ma Kiệt Đà, nói về giải thoát nha, mà bằng ngôn ngữ Ma Kiệt Đà, mà nói bằng cái ngôn phong, cái ngữ khí của một bậc đại gia, nghe nó gọn lắm, nghe nó không có dư không thiếu. Mà trong kinh nó gọi là kia lắc pari pun năng, gọi là hoàn hảo toàn thiện, không thể thêm không thể bớt được đó. Adi Kalayana toàn hảo đoạn đầu, Prayosa Kalayana hoàn hảo đoạn cuối, Machima Prayosa Kalayana, Machima Kalayana là hoàn hảo đoạn giữa. Thì có nghĩa là Đức Phật bắt đầu một pháp thoại, diễn giải một pháp thoại và kết thúc một pháp thoại luôn luôn ở một cái, ngài luôn chọn cái cách tốt nhất mà phải học Pali và học giáo lý mới biết tại sao được là tốt nhất. Tốt nhất là đây là sao? Là nội dung chỉ nhắm đến giải thoát và không thể thêm không thể bớt trong cái bối cảnh đó, không thêm không bớt được. Đặc biệt như vậy. Mà cái này thì bằng niềm tin xuống vô thầy chùa tuyên truyền nhồi sọ thì mình thầm thật phải tự học mới biết nha. Đó là tiếng Pali về cái A Tỳ Đàm. Cái A Tỳ Đàm mà không học A Tỳ Đàm thì mình hiểu cái tảng kinh là hiểu không nổi. Hiểu bằng cái gì? Biết tiếng Đức thì lấy tiếng Đức hiểu, hiểu tảng kinh. Biết tiếng Nhật thì lấy tiếng Nhật hiểu tảng kinh. Biết tiếng Việt Nam thì lấy tiếng Việt Nam, lấy từ điển Hán Việt Nguyễn Khôn Đào Duy Anh, lấy tiếng sách từ điển tiếng Việt của Nguyễn Lăng để mà hiểu bản dịch Việt Nam. Thì hỏi vậy chứ hiểu kiểu gì, người ta tu mấy chục A Tăng Kỳ, khổ hạnh 6 năm trong rừng thiên nước độc để rồi người ta chứng đạo, rồi cái lời người ta mình sách cho Nguyễn Lăng cho mình hiểu cái gì, tại sao ngu thế kinh đấy. Cho nên là nhớ cái điểm đó để hiểu được lời Phật không phải đơn giản, bởi vì đó là thấm thía của bậc đại giác mà. Đấy. Bây giờ mình khoan nói cái cạnh tôn giáo mà nói cái cạnh thế gian đi, mấy cái bài thơ Bùi Giác hoặc mấy cái ca từ của Trịnh Công Sơn hoặc mấy câu thơ của Phạm Thiên Thư, mình không thể tùy tiện mà giải thích được, nhớ nha, không thể tùy tiện giải thích được. Có khi nắng khuya chưa lên mà một lời hoa chợt tiếng, nắng khuya là cái gì hả? Đừng cứ nghĩ tôi phải nghe, tôi đọc nhiều lắm, đọc Trịnh Công Sơn đọc tới 1 tỷ rồi, không? Có khi nắng khuya chưa lên mà một lời hoa chợt tiếng, nắng khuya là cái gì? Đã đèn đường ấy. Thế nên để hiểu được một người đó, là mình phải hiểu rất kỹ về cái thân phận người đó, về cái đời sống tâm linh tình cảm của người đó, thì nói gì là lời dạy của một Đức Phật, không? Cho nên muốn thảo muốn hiểu kinh điển là phải có cái nền tảng A Di Đà. Cho nên muốn có được cái tri kiến, cái chánh kiến, chỉ đầu tiên là phải giới, lý do nó rồi. Thứ hai là văn, kiến thức càng rộng này, thì cái tri kiến nó càng được hỗ trợ. Hai ông thầy chùa mà ông nào ông biết Pali, ông không biết Pali là cái kiến thức giáo lý nó khác. Ông biết A Di Đà mà không biết A Di Đà kiến thức nó khác. Ông biết ngoại ngữ và ông dốt ngoại ngữ là kiến thức nó khác. Đấy, ông giỏi tiếng Việt và ông dốt tiếng Việt là nó khác. Ông đọc sách nhiều, ông đọc sách ít là khác. Khác, tôi dám bảo đảm 1000%. Đấy. Cho nên cái văn cái này là cái khả năng là tiếp thu, gặp nhắm và tiêu hóa những cái nguồn thông tin từ bên ngoài đưa vào, thì gọi là văn. Đấy. Mà ở Đông đạo mình cái nguồn là nguồn nghiên cứu cấp 1 chính là Tam Tạng và Kinh Điển, Tam Tạng và Chú Giải. Tam Tạng và Chú Giải. Nguồn nghiên cứu cấp 2 đó là những cái gọi là công trình biên khảo nghiêm túc của các học giả hàng đầu của thế giới. Đấy. Mà tiếc là chúng ta ở đây nhìn nhầm xa xôi, quan sát cách trở, chúng tôi không có dịp để gặp các vị. Nếu mà chúng ta là hàng xóm, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các vị một số tác giả lớn của thế giới, người Anh, người Đức, đấy, người Nhật và cả người Tàu nữa, tàu hướng cảng, tàu Đài Loan ấy, viết về Phật giáo rất là ok, rất là đáng để tham khảo. Đó là tài liệu nghiên cứu cấp 2. Cấp 1 là Tam Tạng mà chú giải, cấp 2 là những cái biên khảo cái công trình biên khảo. Ví dụ như người ta bỏ ra mấy trăm trang, người ta bàn về một chữ thôi, cái chữ gọi là chữ Chetana, tức là chủ ý hành động. Bỏ ra mấy trăm trang ở bàn về chữ tâm là nghiệp. Bỏ ra mấy trăm trang ở bàn về một chữ Manatta, một cái khái niệm ở trong lục tạng ấy. Bỏ ra mấy trăm trang ở bàn về chữ Kathina. Việt Nam mình đi chùa mấy chục năm, cái miệng mình nói Kathina, mòn cái mỏ. Mà biết Kathina là cái gì? Thì cứ nói là Kathina là dị nghi hết. Trong khi đó có tới bao nhiêu vấn đề phải biết về cái chữ Kathina. Mình biết. Người ta nói mấy trăm trang ấy.
về một chữ cách thế nào thôi. Thì lúc đó mình đọc cái mình thấy mình cái độ ngu của mình là nó đỉnh điểm đó, là cao trào đó, là cái ngu mình đi. Cho nên cái văn nó quan trọng lắm, cái văn là cái năng tiếp nhận thông tin từ bên ngoài nha, tính giới rồi văn. Được cái thứ ba là luận. Luận là gì? Luận cái này tức là trao đổi giỏi bằng trời như ngài Ma Cao Thiết Tát thì cũng phải kiếm ngài Sa Lợi Phất, mà giỏi bằng trời như ngài Sa Lợi Phất thì cũng phải tìm ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, hoặc là gặp Đức Phật để ngài trao đổi, ngài nghe. Đối với Đức Phật thì ngài lắng nghe họ, đối với mấy vị sư đệ thì ngài cũng phải trao đổi còn họ nghĩ sao. Chứ cái biết của ngài sẽ bắt đầu phải nào như Đức Phật, không thể nào mà hoàn hảo 100% được nha. Cho nên cái luận quan trọng, cái luận đây có nghĩa là chia sẻ, mình cho người ta biết cái nghĩ của mình để người ta có thể chỉnh sửa thêm, tắt thêm bớt gì cho mình. Đó là mình nói cái của mình, và mình lắng nghe cái của người ta, coi mình có cái của người ta đó có cái gì mình có thể bỏ túi làm của riêng được. Này, cái luận nó hay vậy đó. Chứ còn bây giờ anh giỏi bằng trời mình anh ngậm tâm như hết vậy đó, là cái biết của anh nó bị hạn chế. Anh phải lắng nghe và anh có nói ra, anh có trao đổi. Nhưng mà có điều thế này, đa phần ấy người mình, mấy người tôi gặp học ba mớ khoái nói, hỏi người ta mà không cho người ta nói, tôi cứ đi vòng vòng cho con hỏi, nhưng mà cuộc nói đi nó khỏe không à, khỏe không, đi là bác sĩ hỏi bác sĩ bị bệnh vậy phải chữa làm sao, nói gọn như thôi, không giặt áo ra khoe từ trên khoe xuống, vòng một vòng hai vòng ba, có nốt ruồi son rồi có bớt viêm màu hồng, chỗ này tỷ lệ nhiêu, tỷ lệ vàng, tỷ lệ bạc, khoe từ trên xuống, giặt áo cỡ tuột ra đi khoe, để cái là không. Mình đi khám bác sĩ, là mình bị nói cái bệnh đâu, mà nói gọn thôi, chứ mình cần mình khoe, mình show up nguyên cái con người tốt nguyên cái mình nhé, dốt vậy vừa đó, cái đó bà trời. Ở đây cũng vậy, cái đàm luận đó là một nghệ thuật. Mình chỉ có một cái miệng và hai lỗ tai, có nghĩa là mình cần nghe gấp đôi cái mình nói. Đó là chuyện thứ nhất. Cái thứ hai, mình quên một chuyện là trong cái nghệ thuật là đàm luận, khi mà mình nói ra mình được hỉ hết, mà khi mình nghe đó mình được nhiều lắm. Mà biết bao nhiêu kẻ đi ngang đời của tôi không hề biết chuyện đó, không hề biết chuyện đó. Khi mà anh nói ra đó, đa phần, tôi phải nói là đa phần, nói ra là chỉ là bài tiết. Tôi nói cái chuyện rất là mất vệ sinh. Khi mình nói ra đa phần là bài tiết, mà khi mình nạp vào đó là ẩm thực, là chích thuốc, là vô nước biển. Đó là khi mình nghe đó. Còn khi mà mình nói ra đó, đa phần ấy là toàn là bài tiết không à, phóng uế nha, đa phần. Thế là muốn gọi là đâu rồi, trước phải có đạp lượng, mà đạp lượng nó phải có cái luật chơi của cái đạp lượng nha. Phải biết người, biết ta, đi kỹ đi bị, không hề biết người đối diện để mặt mình là ai, cứ lo nổ banh ra, lo nổ thôi. Mà cái này tôi gặp nhiều lắm, nó nhiều đến mức mà chỉ cần tôi nói ra có con số là coi như tôi cũng là nói sai rồi. À, dễ sợ được rồi. À, rất nhiều người tôi không thông nữa chứ, nhưng mà đã khi mà nhập cuộc mà đối thoại rồi là có dành nói không á. Ừ. Chúng ta cần học, cần bỏ ra 2 năm để học nói, còn phải bỏ ra mấy chục năm để học im lặng mới biết, dễ sợ như vậy. Phải mất chỉ 2 năm thôi là học nói được, 2 năm hoặc trẻ là 3 năm là học nói. Nhưng mà để học im lặng ấy, biết cách im lặng đúng lúc đúng chỗ ấy, một đời mình đi học chưa xong ấy. Đó là nghệ thuật đàm luận. Rồi đến giới văn luật, rồi tới chỉ quán. Muốn có đi tránh kiến mà không có chỉ là được. Muốn mình chánh kiến mà cho ngon lành đấy, chánh kiến mà siêu á, đủ để hết phiền não rồi thôi, nó không giúp được ai hết thì thôi tôi không đòi hỏi. Nhưng mà chánh kiến cho ngon lành đấy là bắt buộc anh phải có thiền định. Làm ơn nghe cái này, phải có cái bút chì mà gọi từ vậy, để người ta nói cái gì đó mình lấy nói không. Thì cái chỗ này nè, đây tôi có nói kinh lỗi cảnh. Kinh lỗi cây của Trung Bộ Kinh, kinh lỗi cây của Trung Bộ Kinh thì trong đó nó cũng dạy rất rõ cái thiền định thần thông này, nó chính là cái vỏ trong, nó là cái giác cây
cái giác cái tức là vỏ ngoài rồi cái vỏ trong rồi cái phần thịt rồi tới cái lõi. À, thì nếu mà người dạy trong cái đạo nghiệp của một người cầu giải thoát ấy, thì cái thiền định thần thông nó là cái giác, cái phần gần tới cái lõi rồi. Bởi vì khi anh không có định ấy, thì có những điều mà anh giỏi bằng trời trí tuệ mà như ngài Sắc Lợi Phất, mà chỉ cần ngài Sắc Lợi Phất không có thiền định là trí tuệ ngài sẽ phát bị mất coi như là hơn phân nửa. Bởi vì tam giới gồm có ba, dục, sắc và vô sắc. Mà ngài không có thiền là coi như là sắc và vô sắc, ngài buồn tịch, ngài chỉ biết có cái dục không, cái biết về vô dục thôi, đã không? Nó cách hai phần ba, đã không? Trí tuệ bằng trời đi nữa, nhưng ngài sẽ phát được, cái vị trong kinh nói ngài là có được năm pháp tự tại. Tự tại trong thiền định đó, đâu ai biết cái đó. Ngài sẽ phát là xuất tự tại, nhập tự tại, chú nguyện tự tại, trụ thiền tự tại, xét quán thiền tự tại. Quán thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và nhập thiền tự tại. Muốn là được, muốn là được. Mà nó khi nói đến ngài phát, mình cứ tưởng là trí tuệ, tinh tâm, kinh niệm nồng. Ngài là bậc tổ sư Bồ Đề về thiền định. Thần thông ngài Bồ Liên, đúng. Nhưng mà ngài sẽ phát là kinh hoàng, nói về cái thiền định ngài phát kinh hoàng. Vì sao? Vì chỉ rất là dễ hiểu. Cái trí của phàm phu mình á, thì anh là bác sĩ, anh chuyên về ngành y, nhưng mà anh dốt về thể, có thể anh dốt về vật lý tiêu như vậy, nhưng mà cái trí tuệ của bậc thánh thì phải như vậy. Cái trí tuệ của một bậc thánh nó gắn liền với cái sở chứng của vị đó, nó gắn liền với sở chứng của vị đó. Cho nên khi mà cái trí tuệ một vị a la hán mà được xem là đệ nhất trí tuệ là vị đó coi như không có lãnh vực nào trong tam giới vị đó biết, có điều là không bằng đạo sư của mình, không bằng Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni không bằng bậc toàn giác thôi, đúng, không bằng bậc toàn giác. Nhưng mà vị này đã được gọi là trí tuệ thì mình phải hiểu ngầm là cái lãnh vực nó càng rộng, nó càng đa dạng, nó càng phong phú, chuyện nào nó càng tốt. Đấy, cho nên có những cái mà mình cũng suy luận được, có những cái nói theo trong A Di Đà nó là chuyên môn một tí, không, có những cái biết mình có thể có được bằng tâm đại thiện diệu giới, nhưng mà có những cái biết là anh phải có được bằng hai tâm thông. Hai tâm thông tức là hai cái tâm ngũ thiền ấy. Đấy. Với hai tâm đó anh mới có thiên nhãn, thiên nhĩ, mới có tha tâm thông, túc mạng minh và sanh tử minh được nha. Mới có thể hiểu được tâm người, mới có thể thấy được cái chuyện ngàn dặm, nghe được chuyện ngàn dặm, nhớ được chuyện tiền thân, suy được chuyện tương lai, hiểu được nhân sinh tử và quả sinh tử. Dễ sợ như vậy. Thì mấy cái này là không có tài nào mà thiếu thiền định thì thiếu là không thể nào. Không thể nào mà trí tuệ nhiều quá rồi ngồi một chỗ cái nhìn thấy rồi có cái thiên lý nhãn, thuận thuận phong nhĩ gì đó là không có, cái đó không có. Chỉ không có. Trí bằng trời mà không có thiền thì làm sao có thiên nhãn? Trí bằng trời mà không có thiền thì làm gì có thiên nhĩ? Làm gì có tha tâm thông, túc mạng thông và sanh tử thông? Biến hóa thông làm gì có, ý hóa thông làm gì có, nhớ nha. Cho nên muốn kiện toàn, muốn chu tất tinh tươi mà chỉnh chu tri kiến của mình thì coi như là bên cạnh giới văn luật anh phải có tình chỉ này, anh phải có tình chỉ. Và với cái tình chỉ đó anh biết anh đứng giữa đôi bờ tâm tưởng, anh hiểu được mấy cái thằng hưởng dục và anh hiểu được mấy cha ly dục như ra sao, hiểu hết thì anh có thiện đó. Anh có thể nói chuyện tay đôi với mấy người ly dục, và anh có thể nhìn về mấy đứa hưởng dục là khỏi nói rồi, nó tụi nó là thấp tè khỏi nói, nhưng mà mấy ông ly dục cũng cao lắm. Thì mình phải có thiền mình mới hiểu được cảnh giới của mình. Không lý nào một người như ngày Sa La Phất mà gặp cái người đắc thiền ngày nhập ngột, ai ngày cũng biết hết. Cái biết ngày không bằng Đức Phật, không bằng đạo sư của ngài, đúng. Nhưng mà đừng có nói ngày lạ, không phải lạ. Phạm Thiên cỡ là ngày nhìn cái lỗ mũi thì biết nó nghĩ cái gì. Ngày Sa La Phất, ngày Sa La Phất ở trong chú giải nói ngày Sa La Phất ấy. Không, chánh đạn trước, nói chánh đạn trước. Ở trong chánh đạn trong bài kinh đế phân biệt sách quy phân xuất ở trong Trung Bộ ấy, nói rằng ấy, chính Đức Phật ngày dạy ngày Sa La Phất ấy, là sở trường về cái chuyện dắt dẫn người từ phần thánh thấp thánh tu luôn. Và ngày Bồ Liên sở trường là dắt mấy quý vị mà từ tầng thánh thấp lên thánh cao, đó là hai cái sở trường đó, vì trong kinh Pali đấy gọi là Phata Yuga. Phata Yuga có nghĩa là cái cặp gọi là cặp thượng thủ. Phata Yuga là cặp thượng thủ. Đó là chánh đạo. Mà trong chú giải nói thêm thế này,
ngày sẽ là phát khi mà ngày dạy đạo ấy, là ngày là tận dụng vận dụng cái tha tâm tâm, ngày sẽ phát ấy, tận dụng vận dụng cái tha tâm tâm. Còn ngày Mẫu Quyền Liên khi mà dạy đạo ấy, là ngày lại dùng nhiều về cái tiếng ngoại tâm, tức là ngày tạo mọi điều kiện hoàn cảnh, tạo ra mọi tác động tâm sinh lý là cái đối tượng đó. Ngài nghĩ là nó cần cái gì thì Ngài tạo ra đủ thứ để Ngài hỗ trợ cái bối cảnh, cái môi trường cho cái nơi nó đặt. Ngài dùng nhiều về ý hóa thông. Còn ngày một kỳ ngày ngày sau là phát thì không, Ngài phát Ngài dùng nhiều về cái tham tâm thông. Ngài ngồi Ngài nhìn cái tâm của nó, tên này là mạnh này, tính này, tí này, giới này, văn này, tên này, tính là tấn là niệm là định là tuệ này, tham sân si này, ái này, mạng này, kiến này, nghi này, cái nào nhiều. Tên này nghi nhiều mà trí nhiều nè, tên này nghi nhiều mà tham nhiều nè, tên này là nóng nhiều mà cũng cũng dục nhiều nè, tên này dục nhiều mà trí nhiều nè. Ngài nhìn lựa cái khác cái nào ghê không, ngài sẽ phát được. Mà để làm được cái chuyện đó thì hai vị phát ra yoga là cặp đôi thượng thủ ấy, bắt buộc phải có định gì nha, định nha. Đấy. Cho nên để có được cái tri kiến ngon lành ấy là phải có định. Còn cái thứ mà mình lấp mình coi kinh rồi giạc mà tưởng nghe cho vui thôi. Cho vui thôi. Cái phàm phu mà không có đắc thiền, không đắc đạo mà đi giảng cho người ta, nó giống như cái thằng mù mà nó mò hơi bị nhiều, nó mò nhiều, nó rờ nhiều, thì nó nói cho mấy thằng mò ít rờ, để mấy thằng kia nó bị mù mà người ta thì bị cục nữa. Rồi còn cái thằng này nó mù mà nó có cái tay, nó có cái cặp chân, chân này nó cái giò cái giò người ta, nó mò bóp bóp nắng nắng như này, rồi nó đi kể lên cho đứa kia nghe, nhưng mà nó cũng mù luôn, nó kể về cái mà nó cũng có thấy, nó chỉ khác cái tụi kia chỗ là cái tay nó làm việc hơi bị nhiều, cái chân nó làm việc hơi bị nhiều, đấy chỉ vậy thôi, nó mò mẫm bằng tay bằng chân vậy thôi nha. Nhưng mà riêng các bậc mà chứng thiền ấy, chứng thiền những đạo thì họ đã lắm, họ nói cái mà họ thấy, họ rờ sờ ngửi nếm đụng được người, cho nên phải nói là đại duyên đại phúc đại hạnh này mới được học với bậc minh sư. Được, minh sư có nhiều cỡ nha. Cái ông thầy mà phải sâu cỡ nào, rộng cỡ nào thì mới cho mình nhiều. Còn ông thầy mà yếu quá cho mình le ngoe, mà cái này mới xui. Có nhiều đứa nó xui. Gặp ông thầy dốt, muốn lấy chơi, nó thở. Còn ông đó giống như chí tôn vô thượng, võ lâm vô địch là chết tà. Khi mà mình thờ nhầm với thằng cha thầy dốt là cứ coi ông là đỉnh cao của vũ trụ, là cái rúng tâm của trời đất, là của càng khôn là cái bà luôn nha. Cho nên cái định đó là cái muốn có trì kiến mà thiếu định là mới được. Đấy, rồi. Cái cuối cùng là tu quán. Anh nói với tôi anh là bậc đại trí đúng không, nhưng mà anh không có tu tập tuệ quán thì anh lấy cái giống gì mà anh chứng đạo? Mà anh không có chứng đạo thì cái coi như anh chỉ quẩn quanh cái gọi là thế giới hiệp thế. Bản thân anh không có được an lạc, bởi vì anh giỏi bằng trời nhưng mà thân kiến anh còn đó, dục ái anh còn đó, sân anh còn đó, ái mạn kiến nghi anh còn đó, thì làm sao anh lấy cái chuyện của anh đó, chuyện sinh tử anh giải quyết chưa xong mà không. Cho nên cách tri kiến này là gì? Anh phải tu tập bốn nguồn sự, gọi là tu quán, phải có tu quán nha, phải có tu quán. Tu quán, tu chỉ là lấy đá đè cỏ, tập trung tư tưởng này, khi đủ duyên là chứng thiền, lúc đó mới làm được nhiều việc. Còn riêng tu quán ấy, thì ngay bây giờ là mình có thể làm chủ, mình có thể kiểm soát được, kiểm soát được cái phiền não, mà đồng thời đủ duyên chứng thánh. Cho nên tu tuệ quán nó có ba cái lợi ích. Lợi thứ nhất là được hiện đại lạc trú, là an lạc hiện tiền ngay bây giờ, ngay bây giờ. Thứ hai là gieo duyên giải thoát đời sau. Và cái thứ ba là nó giúp cho mình tháo gỡ mài mòn cái phiền não. Trong khi cái chuyện này bình định có, định không có khả năng, định không có khả năng mà mài mòn. Ví dụ như bây giờ mình tắt xe thiền thì mình mất 5 triệu cái, nhưng mà cái mắt nó không gọi là mài, bởi vì ít bữa cái nó phình nó lại. Còn cái cha tu quán là khác à. Cha tu quán là cha mài, cha mài mòn, mài bớt, mài bớt. Ví dụ như đó giờ mình sống như cái xác chưa chôn vậy đó, trong vô lượng kiếp ăn mà không biết mình đang ăn ngồi, mình đang ngồi nói, mình đang nói vui buồn thiện ác, không biết mình đang vui buồn thiện ác. Nhưng kể từ bây giờ mình biết rất rõ mình đang vui, đang buồn, đang thiện, đang ác, đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi. Biết mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất đi. Ngày nào còn đủ duyên thì sau khi tụ thì nó tán, sau khi tán nó tụ. Còn hãy duyên nó hết rồi thì sau khi nó tán nó mất luôn, không có tụ nữa. Đấy, đó là những cái biết căn bản mà chỉ cần trả tu quán cho nó biết. Còn đi chùa không học giáo lý, không tu tập tuệ quán
cứ đi lỏng nhỏng nghe đâu có lẽ lòng nhào tới móc mớ tiền quăng tập ra mua gạo mua dầu mua đèn mua hoa cúng rồi xì xong được nhận ông này sư phụ ông kia sư phụ rồi xin pháp danh xin giới điệp mặc cái áo lam nghĩ lăng xăng ngoài lam mà ngoài áo lam trong vô lam bụm này rồi mấy chục năm dốt đặc biết gì hết tới hồi già gấp ngáp ngáp bỏ và lãnh thì họ dục quanh quanh đứa nào tỉnh tỉnh mời thầy bà về tụng rồi đưa cho mày xôn chuỗi rồi rải nước rồi mặc áo chữ phạn chữ hán cái tập lưng hết rồi cầu cho đi lên rồi hả hên rồi mà đốt xong mà trước khi chết này trước khi chết mình có uống thuốc tây nhiều rồi thiêu ra nó dễ là xá lợn uống ngào cái rồi cứ vậy mà đồn đó, có nhiều tay chết xong lâu nó bị lâu cứng lâu lạnh gia đình bóp như thế mình mềm ấm ấm rồi dạ chẳng sạch đi chùa mấy chục năm cuối cùng dừng lại ở một kết quả nó lạ lùng như vậy nó lạ lùng nó cạn cợt như vậy đó cũng được phải đi học với chùa phải có giáo lý ngộ nhỡ có một ngày mà không có chùa miễu tăng ni mình vẫn có thể an lạc vẫn tự tu học được cái đó cái là cái tôi mong nha. Chứ còn cái kiểu mà mấy chục năm tôi cứ cắm đầu lên làm phước rồi đi cầu nguyện thân vạn tùm lum mà nó có giáo lý biết gì hết chỉ cần thiếu tăng ni cái là mình đuối liền mà cái tệ nhất là gì không có khả năng sống một mình không có khả năng sống một mình nhớ cái này quan trọng lắm nha không có khả năng sống một mình không có tự học không có tự tu được lúc nào cũng kiếm người này kia dựa cái đất chết rồi bị làm gì là có oster là có oster là có con hào quái coi mà nó bám đá con ốc nó còn điên mình được con cô nó điên mình con giả trạng nó điên mình con ghẻ nó điên mình cái con oster là không oster luôn luôn nó phải bám vô đá bởi vì kiếp trước nó là gì nó là những người thích dựa thích dựa cho nên mấy cái dân mình thích ăn seafood là phải tri ơn những cái người mà sống thiếu tự lập bởi vì mình thích ăn seafood là mình thấy cái người này thiếu tự lập là biết rồi chứ sao là có oster ăn đó là cái chuyện tự nhiên nó là cái luật của vũ trụ ok chúc quý vị một ngày vui và thấy cái mặt nhân thấy buồn ngủ qua rồi ok ngủ ngon nhau rồi hẹn gặp nhau rồi bye dạ con chào sư dạ con chào sư dạ. Rồi cũng đã khuya bên Sydney và ở bên tiểu bang Cô Nhân xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới vào tuần tới nha quý vị tuần tới giờ vẫn như bình thường chỉ có hôm nay được đổi giờ trễ một giờ thôi nghe quý vị. Dạ, xin nhân dẫn kiên chào quý vị. Good night.